Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kinh nghiệm tự chữa lành suy thận và nhiều bệnh khác. Đến năm 2007, tôi cảm thấy sức khỏe mình càng ngày càng kém, người lúc nào cũng mỏi mệt. Tôi mang trong mình nhiều chứng bệnh cùng lúc như suy giảm trí nhớ trầm trọng, suy thận, đau lưng, thường xuyên đau đầu, viêm mũi dị ứng, rối loạn tiền đình, say tàu xe, dễ bị cảm lạnh, nhút nhát và rụng tóc dù mới ở cái tuổi U40. Đỉnh điểm của bệnh rối loạn tiền đình của tôi xảy ra vào những tháng cuối năm 2001. Tôi còn nhớ lúc đó đang đi xe gắn máy, cảm thấy người lảo đảo, buồn nôn, tôi tấp vội vào lề đường nghỉ ngơi. 3 ngày sau đó, tôi chỉ nằm một chỗ, cái đầu chỉ nhúc nhích chút xíu là chóng mặt, kèm buồn nôn ập tới. Cái trần nhà cứ quay tít trước mặt, rất khó chịu, không làm gì được. Tôi phải mất 3 tháng uống thuốc ở Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không hết tận gốc mà vẫn còn di chứng say tàu xe. Mỗi lần đi tàu xe là một cực hình vì chứng này. Sau khi học Đông y, tôi mới hiểu rằng tại sao mình bị chứng giảm trí nhớ, tại sao bị đau lưng và tại sao đứng trước đám đông bị run, tại sao bị tiểu rác, đó là do suy thận. Theo Đông y, thận chủ cốt tủy, cốt là xương tủy, tủy là tủy não. Thận yếu thì không thể có bộ xương trắng chắc nên gây đau lưng. Thận suy kéo theo tủy não suy kéo theo giảm trí nhớ. Thận chủ về thần, suy thận kéo theo thần bị tán loạn nên đứng trước đám đông là hai chân run, nói không nên lời. Thận chủ về tiết niệu, thận yếu làm đường tiết niệu không thông nên tiểu rác, cho nên những người làm lãnh đạo đều cần tạng thận mạnh. Tôi nghiên cứu thực dưỡng, tôi hiểu được nguyên nhân sâu xa bệnh tật của mình là do ăn uống không đúng như ông bà đã dạy, bệnh tồn khẩu nhập. Tôi ăn nhiều thức ăn thiên về âm, tạo môi trường axit cho cơ thể trong một thời gian khá dài. Lúc đó tôi ăn cơm thì ít nhưng ăn thịt cá thì nhiều. Quá trình phân hủy thịt cá tạo ra nhiều độc tố, buộc tạng thận và tạng gan làm việc nhiều dẫn đến suy thận. Độc tố thuộc âm làm hại thận thuộc dương, trường hợp này là âm triệt dương tiêu. Còn nữa, tôi rất thích ăn trái cây, tôi có thể ăn trái cây trừ cơm. Trái cây thuộc âm sẽ làm suy thận dương. Trái cây cũng là tác nhân làm rụng tóc và gây đau đầu. Âm có tính chất đi lên, dương có tính đi xuống. Trong khi đó, đầu của mình là cơ quan cao nhất nên bị ảnh hưởng của lực âm của trái cây. Cơ thể chứa nhiều tố âm nên cơ thể thuộc tạng âm, nên rất dễ nhiễm khí lạnh thuộc âm từ bên ngoài như mưa hoặc gió mà gây ra bệnh cảm lạnh. Tóm lại, thể trạng của cơ thể tôi là thuộc âm. Âm lực mang lực ly tán, đầu tiên ly tán sức khỏe, kế đến ly tán sự nghiệp, tiếp theo đến hạnh phúc gia đình và cuối cùng ly tán đến tính mạng. May mắn cho tôi là ly tán mới ở mức đầu tiên và tôi kịp sửa chữa mình. Cũng vào khoảng thời gian năm 2000, mẹ của một người bạn của tôi mắc bệnh ung thư, chữa trị tốn rất nhiều tiền, cuối cùng không qua khỏi và mất trong đau đớn vật vã. Những năm sau đó, tôi thấy những người xung quanh mắc nhiều bệnh, ngày càng nhiều. Lúc đó tôi cũng hơi bi quan và nghĩ rằng không biết lúc nào đến được mình đây. Từ đó trong đầu tôi luôn luôn thôi thúc tìm kiếm cách nào đó để tăng cường sức khỏe nhằm bảo vệ chính mình và gia đình mình. Đầu năm 2008, vợ chồng tôi đi du lịch ở Đà Lạt và ghé thăm người thầy dạy võ của mình. Tôi được thầy tặng một đĩa CD về phương pháp thực dưỡng Osawa do thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng. Về đến Thành phố Hồ Chí Minh, tôi mở đĩa này nghe. Nghe đến đầu tôi cảm thấy thích đến đó. Tôi nghĩ đây đúng là phương pháp tăng cường sức khỏe mà mình đang tìm đây. Lập tức tôi tìm đến chùa của thầy Thích Tuệ Hải ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Khi bước chân vào chùa, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, rất thú vị. Tôi gặp những người làm công quả ở chùa là những bệnh nhân trước đây của thầy, có người bị ung thư, có người bị tiểu đường, có người bị suy thận. Sau khi được thầy hướng dẫn ăn gạo lứt, họ tự chữa lành bệnh và trở lại chùa làm công quả như một sự tri ân. Tôi được biết mỗi ngày có khoảng 300 người bệnh đến nhờ thầy hướng dẫn cách ăn uống để phục hồi sức khỏe. Trước khi áp dụng cho bản thân mình, tôi phải tìm hiểu rất kỹ về phương pháp thực dưỡng. Chính thầy Thích Tuệ Hải cũng là một bằng chứng sống động để tôi theo thực dưỡng. Thầy ăn gạo lứt từ năm 1985 để chữa chứng suy nhược thần kinh và vẹo cuộc sống. Và bây giờ thầy hướng dẫn cho những người khác áp dụng để tự chữa lành nhiều bệnh, từ bệnh cảm đến những bệnh gọi là nan y như là ung thư, tiểu đường, tim mạch, suy thận. Tôi tìm gặp những người ăn theo phương pháp thực dưỡng từ trước năm 1975. Các chú các bác này khỏe mạnh hoàn toàn.
từ lúc ăn gạo lứt rồi không còn sử dụng bất kỳ thuốc đông thuốc tây nào. Các chú các bác chỉ sử dụng thức ăn để tự điều chỉnh cơ thể gặp khi trái gió trở trời. Trong những người tôi tìm gặp, có bác Huỳnh Văn Ba, hiện tại bác 80 tuổi, nhưng trong bác chỉ 60 tuổi mà thôi. Bác đã dịch hơn 10 đầu sách về phương pháp thực dưỡng do tiên sinh Osawa và các đệ tử viết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Tôi đã đọc hơn 10 quyển sách và nghe hơn 10 đĩa CD về thực dưỡng. Sau khi tìm hiểu kỹ, tôi quyết định ăn theo thực dưỡng. 3 tháng đầu tiên, thực hành, tôi chỉ ăn gạo lứt với muối mè và uống 750ml nước mỗi ngày mà không đưa vào cơ thể bất kỳ một thứ gì khác. Gạo lứt muối mè là cách quân bình cơ thể nhanh nhất, thường áp dụng cho những người muốn cơ thể trở về quân bình nhanh nhất. Sau 3 tháng này, cơ thể tôi thay đổi rất nhiều, tôi sụt tổng cộng 15kg. Bệnh viêm mũi dị ứng không còn làm khổ sở tôi nữa và biến mất sau 1 năm áp dụng thực dưỡng. Đầu óc sáng ra nhiều thứ, nhạy bén hơn, trí nhớ hồi phục dần dần. Đây là điều đáng mừng nhất đối với tôi. Bây giờ, ngồi lâu không còn đau lưng, có thể ngồi suốt buổi suốt ngày cũng được. Đứng trước đám đông không còn run sợ, có thể nói thoải mái. Tinh thần vui vẻ lạc quan, thông cảm với người khác nhiều hơn là trách móc, chê bai. Còn người tôi đã thay đổi từng ngày, từ thể xác đến tinh thần, kể từ khi ăn theo thực dưỡng. Hiện tại nhờ thực dưỡng tôi đã chữa lành tận gốc những chứng bệnh trước đây như là suy giảm trí nhớ, đau đầu, suy thận, viêm mũi dị ứng, rối loạn tiền đình, say tàu xe, dễ bị cảm lạnh, nhút nhát và rụng tóc. Còn gì hạnh phúc hơn khi cơ thể không bệnh tật và không sợ mắc bệnh. Tôi ăn theo thực dưỡng được hơn 8 năm, trong đó có 6 năm tôi chỉ ăn gạo lứt với muối mè hoặc nước tương gọi là ăn theo số 7 mà không đưa bất kỳ thức ăn nào khác vào cơ thể mình. Tôi chia ra nhiều đợt ăn theo số 7. Đợt dài nhất số 7 của tôi kéo dài liên tục trong 3 năm. Nhờ ăn số 7 mà tôi khẳng định giá trị tuyệt vời của gạo lứt. Đó là thượng phẩm như trong truyền thuyết bánh chưng bánh dày của tổ tiên mình, là dược phẩm tốt nhất cho con người như hai danh y Hải Thượng Lãng Ông và Tuệ Tĩnh đã chỉ giáo. Hiện tại vợ và con tôi cũng ăn theo thực dưỡng như tôi và đã được hơn 6 năm. Cùng hiểu giá trị tuyệt vời của gạo lứt và cùng trải nghiệm nhiều lợi ích từ việc ăn gạo lứt, vợ chồng tôi muốn chia sẻ giá trị này với cộng đồng. Tôi mong muốn người Việt mình sử dụng gạo lứt làm thức ăn chính để kiến tạo sức khỏe và phát triển trí tuệ. Đó cũng là lý do chúng tôi mở ra chuỗi thực dưỡng Khai Minh ở số 105B Ngô Quyền, phường 11, quận 5, số 157 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh và 300 Đồng Đen, phường 10, Tân Bình. Từ những kiến thức tiếp thu được, chúng tôi đã chế biến ra trên 50 món ăn chủ yếu từ gạo lứt để mọi người thưởng thức. Ha ha ha, 问什么的说呵。